Liên quan vụ huấn hoa hồng kêu cứu vì tranh chấp biển số ngũ quý 9, đại diện cảnh sát giao thông tỉnh Bắc Cạn đã có phản hồi thêm về một số thông tin liên quan cũng như tính chất phức tạp của vụ việc. Lùm xùm biển số xe của huấn hoa hồng chiếm sóng mạng xã hội những ngày qua. Huấn cho biết mình đã bỏ ra gần 500 triệu đồng để mua chiếc SH biển ngũ quý 9 rồi bị chủ cũ chiếc xe nẫng chiếc biển đẹp mang đi gắn cho chiếc Dream khác. Huấn bức xúc tuyên bố không ai bỏ số tiền khủng như vậy để mua một chiếc SH Việt. Người bán lẫn người mua đều hiểu đó là tiền của cả chiếc xe và biển số. Thông tin trên báo chí, các đơn vị cảnh sát giao thông công an tỉnh Bắc Cạn cho biết, năm 2024, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Bắc Cạn đã làm thủ tục thu hồi biển kiểm soát xe mô tô 97B199999. Sau đó, biển kiểm soát này đã được bàn giao về đội cảnh sát giao thông công an thành phố Bắc Cạn quản lý theo phân cấp quy định. Tháng 7 năm 2024, đội cảnh sát giao thông công an thành phố Bắc Cạn đã tiếp nhận hồ sơ, giấy tờ do chủ phương tiện cung cấp bảo đảm các quy định của pháp luật như giấy tờ mua bán xe, giấy chứng nhận thu hồi đăng ký biển số xe của phương tiện. Chủ xe cũng đã thực hiện nghĩa vụ tài chính nộp vào ngân sách nhà nước. Sau khi kiểm tra các thủ tục bảo đảm đúng theo quy định, đơn vị đã cấp biển số định danh 97B199999 cho chủ sở hữu là ông N.T.Q. ở tổ 4, phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Cạn theo đúng quy định của pháp luật. Chỉ huy đội cảnh sát giao thông công an thành phố Bắc Cạn khẳng định, việc cấp lại biển kiểm soát 97B199999 dựa trên quy định của thông tư số 24/2023/TT-BCA của Bộ Công an quy định về cấp thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới. Theo đó, biển số xe, dạng 5 số, sau ngày 15 tháng 8 năm 2023 sẽ được mặc định đã định danh cho chủ sở hữu. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Cạn xác nhận thông tin thu hồi biển số xe trên và cho biết thêm, mô tô mang biển kiểm soát 97B199999 được Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Cạn cấp lần đầu năm 2020. Trong năm 2020, biển số này được chuyển quyền sở hữu cho một cá nhân khác trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn. Mọi hồ sơ, thủ tục trong quá trình cấp và chuyển quyền sở hữu bảo đảm thực hiện theo quy định của pháp luật. Việc đăng ký biển kiểm soát nói trên cho một xe mô tô khác trong năm 2024 do đội cảnh sát giao thông, trật tự, công an thành phố Bắc Cạn thực hiện. Tính pháp lý của vụ việc khá rối rắm, phức tạp. Chia sẻ thêm về bản chất sự việc trên báo Giao thông, Trung tá Hà Văn Huy, đội trưởng đội cảnh sát giao thông, trật tự, công an thành phố Bắc Cạn, tỉnh Bắc Cạn cho hay ngày 24 tháng 5 năm 2024, người mua xe SH biển kiểm soát 97B199999 đến nhờ ông N.T.Q thực hiện thủ tục mua bán xe, thu hồi biển số xe để gắn vào một phương tiện theo yêu cầu của người mua xe. Các bên đã thực hiện các thủ tục thu hồi biển số xe tại Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Cạn. Tuy nhiên, sau khi được thu hồi, thay vì gắn vào xe của khách hàng theo thỏa thuận, biển số 99999 lại được ông N.T.Q gắn vào xe khác. Trung tá Hà Văn Huy thông tin thêm theo quy định, việc thu hồi, cấp biển số trên là không sai. Tuy nhiên hiện nay tính pháp lý của vụ việc khá rối rắm, phức tạp. Trong hợp đồng mua bán xe có công chứng chỉ ghi giá mua bán xe là 30 triệu đồng, trong khi các bên đều khẳng định thực tế đã chuyển khoản và nhận gần 500 triệu đồng. Trong trường hợp hai bên có tranh chấp và khởi kiện, cơ quan chức năng cần căn cứ vào hợp đồng, thỏa thuận và bản chất giao dịch giữa hai bên, nếu có, để có phương án giải quyết. Huấn Hoa Hồng là cái tên không còn xa lạ gì trên không gian mạng. Anh chàng này được gắn với danh xưng giang hồ mạng vì những phát ngôn, cách sống khoe của hợm hĩnh hay giao giảng đạo lý. Trước đây, Huấn nhiều lần bị cơ quan công an phát hiện dương tính với chất cấm và phải vào trại cai nghiện. Ngoài ra, người này còn từng bị phạt vì hành vi biên tập, tự xuất bản hai cuốn sách dạy kinh doanh. Hiện tại, Huấn khẳng định đó là quá khứ bồng bột, hiện tại anh ta đã nhìn nhận lại bản thân, cố gắng làm người tử tế, kiếm tiền nuôi vợ, con và gia đình.